Thưa quý vị và các bạn, trước tác động của đại dịch COVID-19, ngành công thương Bình Phước đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa phục vụ cho người dân trong mọi tình huống dịch bệnh. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu vẫn diễn ra bình thường, góp phần ổn định thị trường, phát triển kinh tế của tỉnh. Đối với lĩnh vực hàng hóa bán lẻ, thị trường đa dạng phong phú, chất lượng hàng hóa ngày càng được nâng cao, từ đầu năm đến nay, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt trên 49.000 tỷ đồng, tăng 1,02% so với cùng kỳ năm 2020. Các loại hình dịch vụ gắn liền với lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phục vụ sản xuất, đời sống và giải quyết việc làm cho người lao động đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Các cơ sở công nghiệp nông thôn sau khi được hỗ trợ đã đẩy mạnh sản xuất, phát triển thêm nhiều thị trường mới, thúc đẩy sản xuất công nghiệp nói chung và công nghiệp nông thôn nói riêng theo định hướng của tỉnh. Đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP trong năm đạt 14,52%, vượt 0,52% kế hoạch đề ra. Thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng do thuận lợi từ tác động trực tiếp các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực mà Việt Nam đã tham gia, góp phần vào hoạt động xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng khá. Các doanh nghiệp sản xuất, chế biến đã chủ động được nguồn nguyên liệu. Kim ngạch xuất khẩu trong năm đạt 3 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, vượt 12,9% kế hoạch đề ra, kim ngạch nhập khẩu đạt 2 tỷ 090 triệu đô la Mỹ, vượt 22,94% so với kế hoạch đề ra.